Anh Trần ở Hà Nam thầu căng tin trường học, giới thiệu món đặc sản sườn heo phô mai. Học sinh đổ xô đi mua vào buổi trưa hàng ngày. Anh Trần đã thất bại trong việc khởi nghiệp kinh doanh của riêng mình vào năm 2015. Bởi một sự trùng hợp, nhìn thấy miếng thịt lợn phô mai này ở lối vào của khu du lịch, một đám thanh niên xếp hàng mua, anh Hiếu Kỳ cũng xếp hàng, đợi nửa tiếng mới được ăn, cắn một miếng, anh ấy đã bị sốc bởi món ăn mới lạ này, mùi vị thơm giòn, phô mai ngọt ngào sẽ vỡ ra khi bạn cắn xuống. Anh thương lượng với ông chủ, hỏi ông chủ có bán công thức không. Cuối cùng, ông chủ đã cảm động chân thành bởi anh Trần, hứa bán các thành phần và công thức cho anh với giá 360 triệu đồng. Nhưng lúc này anh vừa mới phá sản, làm gì có nhiều tiền như vậy. Lúc trước anh có khối tài sản hàng tỷ đồng, lúc này anh cũng đau đầu về số tiền này. Căn nhà cũng đã thế chấp, xe cũng phải để lại cho chủ nợ. Tuyệt vọng, anh bàn với vợ rất lâu, cuối cùng đã vay được 360 triệu từ mẹ vợ. Sau khi trở lại Hà Nam, không còn tiền trong tay, anh chỉ có thể bán trên phố với chiếc xe ba bánh. Ngoài việc né tránh quản lý thành phố, cũng lo vấn đề quản lý đô thị. Mỗi ngày từ 5 giờ đến 12 giờ tối mới về nhà. Đã trải qua 3 hoặc 4 tháng gian khổ, kiếm đủ 360 triệu đồng. Nhưng lúc này anh không trực tiếp trả lại cho mẹ vợ. Phải nói là, anh Trần có bộ não của một doanh nhân. Anh lấy 360 triệu, tìm thấy một căng tin đại học, muốn vào đó bán thịt lợn. Sau khi chạy 3-4 đại học, cuối cùng có một trường học sẵn sàng cho anh ta vào. Số tiền đó cũng đã trở thành một khoản đặt cọc cho việc thuê phòng. Lại bắt đầu từ đầu, nhưng hiện tại nguồn khách đã ổn định hơn. Chuẩn bị nguyên liệu mỗi sáng lúc 10 giờ, và bắt đầu chiên sườn lợn để rán xong trước 12 giờ. Giá sườn lợn đắt hơn bán bên ngoài, 50.000 đồng một miếng. Vì yêu cầu của trường khắt khe hơn, dầu rán sườn lợn cần tươi mỗi ngày. Nhưng mức giá này không thể ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của các bạn sinh viên. Có vô số sinh viên xếp hàng mua mỗi ngày. Đừng nhìn nó như một gian hàng nhỏ ở trường học. Công việc kinh doanh phát đạt hơn nhiều so với việc lập quầy hàng bên ngoài. Không cần né tránh sự truy đuổi của ban quản lý thành phố. Cuộc sống ngày càng tốt hơn. Anh Trần gọi vợ qua và thuê 2-3 chị gái để làm món sườn heo. Nghe nói rằng không chỉ sinh viên thích ăn, nhiều lãnh đạo trường sẵn sàng đến ăn thử món thịt lợn. Anh Trần của ngày hôm nay đã mua được nhà và xe một lần nữa. Cuộc sống luôn thăng trầm, mỗi chúng ta đừng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Khi bạn cảm thấy đen tối nhất, ánh sáng có thể có trong phút tới. Một chàng trai mua một chiếc túi bò để đãi bạn mình. Lúc đầu, người bạn cảm thấy rằng họ không được coi trọng, chuẩn bị rời đi. Xem khoảnh khắc của lần cắt cuối cùng, cuối cùng cũng biết rằng bạn mình hóa ra là một đầu bếp. Một cái dạ dày bò xử lý xong, anh chàng đầu tiên nhét 1 kg cục đá vào. Đá này đã bị đun nóng. Anh chàng tiếp tục nhét thêm 2,5 kg thịt và đá ở trong túi bò. Nhìn khói cuồn cuộn, ngoài thịt, ở đây còn có rất nhiều rau. Ngoài dạ dày bò nhiều khói, còn nghĩ rằng đang làm một số món ăn đen tối. Các thành phần cũng rất tinh tế. Bỏ một ít thịt và đặt một viên đá. Cứ như thế, anh để hẳn 1 kg đá và 2,5 kg thịt. Quá là nhiều, một túi lớn đầy thịt phồng to. Cuối cùng, dùng dây sắt buộc dạ dày bò lại. Chẳng may không buộc cẩn thận, khói bay ra ngoài. Tiếp tục dùng dây buộc lại, rất tỉ mỉ. Vì túi bò vô tình bị vỡ, sẽ mất hết công sức. Cho túi bò đã bọc vào nồi đun một lúc là có thể lấy ra. Nó vẫn còn bốc hơi khi lấy nó ra. Anh chàng lấy dao chém vào giữa, phần thịt bên trong đã chảy ra, nhìn mà chảy nước miếng. Thịt hầm ngon hơn và dạ dày cũng rất ngon. Anh chàng nấu ăn quá giỏi.